Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy với bài tập nâng cao toán lớp 1. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ làm là tiết số 4. Bài số 1 tính nhẩm. 3 cộng 2 là bằng là 5. 4 cộng cho 0 là bằng là 4. 5 cộng 1 là bằng là 6. 8 cộng 0 là bằng là 8. 0 cộng 6 là bằng là 6. 7 cộng 1 là bằng là 8. 0 cộng 3 là bằng là 3. 0 cộng 9 là bằng là 9. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là 6. 6 ta cộng ở bên này là không có cái nào hết, cho nên nó là số 0. 6 cộng 0 là bằng là 6. Bên này không có gì hết, cho nên nó là số 0. À, bên này 1, 2, 3, 3. 0 cộng 3 là bằng là 3. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bên này là 1, 2, 2. Ta cộng với bên này là 1, 2, 3, 4, 5, 5. 2 cộng 5 là bằng là 7. Bên này là 1. Bên này là 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1 ra cộng 6 là bằng là 7. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. 1 cộng 6 là bằng 7. 2 ra cộng với lại là 5 là bằng là 7. 3 cộng 4 là bằng là 7. 4 cộng 3 là bằng là 7. 5 cộng 2 là bằng là 7. 6 cộng 1 là bằng là 7. 7 cộng 0 là bằng là 7. Chúng ta qua bài số 4. Điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. Bên này là 4 cộng 1 là bằng 5. Vậy chúng ta sẽ cộng lại cái đã. Được. Bên này là 6. Vậy là 5. Bé hơn 6. 5 cộng 1 là bằng là 6. Bên này 7. 6 bé hơn 7. 3 cộng 2 là bằng là 5. Bên này 3. 5 lớn hơn 3. 3 cộng 4 là bằng là 7. Bên này là 7 bằng nhau. 9 cộng 0 là bằng là 9. Bên này 8. 9 lớn hơn 8. 7 cộng 0 là bằng là 7. Bên này 8. 7 là bé hơn 8. 6 cộng 1 là bằng là 7. Bên này 5. 7 lớn hơn 5. 4 cộng cho 3 là bằng là 7. Bên này 10. 7 sẽ bé hơn 10. 0 cộng 4 là bằng 4. Bên này 5. 4 bé hơn 5. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn một link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, các em vào đó tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.